Hôm nay em sẽ giới thiệu cho các bác một chiếc xe thuần phân khúc MPV đa dụng 7 chỗ ngồi. Và mẫu xe này thì ra mắt từ thời điểm tháng 8 năm 2018 đến tận giờ thì luôn đứng top 1 tại thị trường bán ra trong phân khúc MPV đa dụng 7 chỗ ngồi. Đá bay ngôi vương Innova thống trị tại thị trường Việt Nam chúng ta rất là lâu rồi. Một mẫu xe đến từ thương hiệu Nhật Bản, bền lành, tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu Mitsubishi Xpander được sản xuất năm 2020 với khối động cơ 1.5. Và phiên bản này là phiên bản số sàn. Với phiên bản số sàn thì chúng ta sẽ tiếp cận giá dễ hơn rất là nhiều. Hơn nữa thì số sàn tiết kiệm nhiên liệu hơn cũng như là vận hành sẽ mạnh mẽ hơn. Chiếc Mitsubishi Xpander 2020 phiên bản số sàn này em đang chào bán với mức giá chỉ hơn 4 đồng thôi. Mức giá rất là dễ tiếp cận. Nếu như anh chị có nhu cầu mua xe trả góp thì chiếc xe này nó chỉ loanh quanh khoảng 106-107 là các bác có thể mang được chiếc Xpander này về nhà rồi. Và anh chị nào đang có nhu cầu tìm một chiếc xe chạy gia đình kết hợp chạy dịch vụ thì có thể tham khảo với chiếc Xpander đang có mặt tại Ba Tư Phan. Và bác nào thiện chí thì hãy cùng em tham khảo chi tiết hơn về nội ngoại thất của mẫu Mitsubishi Xpander này. Trước tiên cho cái phần ngoại thất của chiếc Mitsubishi Xpander này thì chúng ta có thể quan sát này, vẫn là ngôn ngữ thiết kế Dynamic Cell được áp dụng trên chiếc Xpander 2020 của chúng ta. Đặc biệt thì hệ thống chiếu sáng thiết kế theo kiểu phân tầng, một thiết kế hiện đại trẻ trung được áp dụng trên những mẫu xe hiện đại bây giờ. Trên cùng là giải LED định vị ban ngày dạng mắt híp. Pha cốt thì diện tích rất là lớn, tăng khả năng quan sát cho tài xế và đặt sâu vào hốc, giảm chói lóa cho các phương tiện đi ngược chiều cũng như là người đi bộ. Ngoài ra chúng ta sẽ được trang trí thêm một đường mảnh trên từ giải LED định vị ban ngày dạng mắt híp vòng xuống thần pha cốt này, tạo điểm nhấn cho ngay cái phần đầu xe. Khó có thể một mẫu xe là trong phân khúc xe đa dụng 7 chỗ ngồi có thể vượt qua được cái vẻ hầm hố mạnh mẽ của chiếc Xpander của chúng ta. Mặt ca đăng khỏe khoắn với các chi tiết ốp nhựa phía phần đầu và nổi bật lên logo Mitsubishi đặt ngay trung tâm của chiếc xe. Phần nắp capo chúng ta thì cũng thiết kế rất là năng động này, có thể quan sát này, hệ thống chiếu sáng rất là sáng trong, không vẩn đục ốm à coi nhá. Điểm nhấn cho phần hông của chiếc xe đó chính là thiết kế của một bộ la răng hình cánh quạt, la răng thiết kế phay bắt mắt và kích thước la răng lên đến 16 inch, phanh ABS của chúng ta sẽ được trang bị trên hai bánh trước. Và mọi người quan sát nhé, mặt la răng sáng bóng, không có một cái vết xước nào trên cái mặt la răng này đâu ạ. Gương chiếu hậu chỉ cập điện, tích hợp xi nhan báo rẽ, và đặc biệt thì gương chiếu hậu của chúng ta sẽ đặt ở phần thân xe. Tài xế sẽ quan sát tốt hơn so với vị trí gương chiếu hậu đặt ở phần cột A. Phần hông của chiếc xe thì nhấn nhá thêm một số như tay nắm cửa mạ chrome và viền chân kính phía trên rất là sáng bóng này. Từ đến vòm bánh xe cho đến phần thân xe có rất nhiều chi tiết gân dập nổi, dập chìm, tăng sự khỏe khoắn hiện đại cho mẫu Mitsubishi Xpander của chúng ta. Đi luôn vào phần nội thất của chiếc xe này, mọi người quan sát này. Nội thất thì con này nguyên bản của nó sẽ là ghế nỉ, nhưng mà chủ nhân cũ đã trang bị lên cho chúng ta một bộ ghế da rất là sạch sẽ, rất là mới rồi. Thiết kế ghế da hai màu, màu kem và màu cam kết hợp. Vô lăng bọc da này với thiết kế vô lăng phần viền mạ chrome rất là hiện đại. Hệ thống chống trơn trượt, đây là hệ thống chiếu sáng và gạt mở chiếc xe đặt ngay sau phía vô lăng. Phía sau của vô lăng đó chính là màn hình hiển thị đa thông tin. Con này lăn bánh là 6.8 rồi, mọi người quan sát nhé, 6.8. Màn hình giải trí Android cỡ lớn đã được chủ nhân cũ trang bị lên cho chúng ta. Với cái màn hình này nó tích hợp đầy đủ các tiện ích như là FM, radio, Bluetooth, kết nối điện thoại, định vị chỉ đường. Và đặc biệt thì chúng ta có thể xem YouTube và trải nghiệm giải trí trên chiếc màn hình Android cỡ lớn thương hiệu Cova này. Chìa khóa chỉnh cơ quá nhá. Điều hòa thì mát sâu với hai cửa gió điều hòa trung tâm chiếc xe này, cả vị trí ghế lái và ghế phụ mát rất là mát rồi. Phía dưới thì chúng ta sẽ được trang bị thêm cổng kết sạc 12V, một cốp đồ nhỏ phía bên trong này, rất là tiện lợi. Củ số bọc da sang trọng, vị trí để ly, để cốc, để gạt tàn rất hiện đại. Và bệ tì tay thì chúng ta sẽ kiêm một cái cốp đồ nhỏ ở phía bên trong nữa. Ngoài ra thì trên cái phần trần nỉ của chiếc xe này đã lên được một bộ trần nỉ 5D. Với cái khả năng cách nhiệt của cái bộ trần nỉ 5D này, nó tăng cái khả năng cách nhiệt cho chiếc xe này rất là tốt rồi. Chuẩn bị vào mùa hè oi bức thì những chiếc xe có tăng thêm khả năng cách nhiệt thì chúng ta sẽ mát sâu trong cái khoang nội thất của mẫu xe của mình. Các chi tiết táp lô, táp ly thì gần như không một chút xước sát nào. Vẫn là tông màu chủ đạo đen kết hợp với một số chi tiết mạ chrome, cũng như là các chi tiết vân carbon này, các chi tiết con ốc trên phần cột A của các chiếc xe các bác nhá. Màu sơn đánh dấu sản xuất rất là đậm, không có dấu hiệu cậy mở cũng như là không có dấu hiệu gì xét. Keo chỉ nguyên vẹn 100% cho các bác này. Cột B của chiếc xe. Mẫu xe này là mẫu xe Nhật Bản nhập khẩu. Vì vậy nên là tem mác sẽ toàn bộ bằng tiếng Anh, không có tiếng Việt của chúng ta đâu. Các con ốc trên phần cột B không có dấu cậy mở và không có dấu hiệu gì xét các bác nhá. Về táp ly của vị trí ghế lái thì cũng rất là sáng nét, không có dấu hiệu xước sát đáng kể nào, có thể quan sát bằng mắt thường. Phím bấm sắc nét này,
Và quanh xung quanh thân xe thì chiếc xe này sẽ trang bị hơn đến 40 hộc đồ, khoảng 43 đến 45 hộc đồ để chúng ta có thể chứa các dụng cụ cá nhân, chai nước. Xung quanh xe thì rất là nhiều các chi tiết chúng ta có thể chứa đồ rồi. Nó là một mẫu xe đa dụng nên tối ưu tiện ích sử dụng. Với chiếc Vander này, các con ốc trên phần cột táp lý cánh cửa vị trí gầy lái các anh nhá. Phần táp lý cánh cửa này màu sơn rất là đậm cho chúng ta rồi. Một mẫu xe rộng rãi và cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu với động cơ 1.5. Với động cơ 1.5 hộp số sàn này chúng ta chỉ lăn, nó chỉ phải ăn vào khoảng 5 đến 6 lít cho 100 km đường hỗn hợp thôi. Nội thất cho hàng ghế phía sau này, hàng ghế phía sau của chúng ta rất là sạch sẽ, ghế da rất là mới các chị nhá. Túi để đồ dành cho vị trí hành khách. Cổng sạc 12V thì sẽ được trang bị đầy đủ cho cả ba hàng ghế này. Cửa gió điều hòa thì chúng ta được trang bị cho cả hàng ghế trước và hàng ghế phía sau ở phần trần các bạn nhá. Mát sâu với chiếc Mitsubishi, một mẫu xe 7 chỗ rộng rãi này, tính đa dụng rất là cao. Đây là các chi tiết con ốc trên phần cột B của chiếc xe. Sắc nét này, táp ly cánh cửa, hệ thống âm thanh thì sẽ đặt ở phần góc cánh cửa này. Cốp đồ cũng như là vị trí để chai nước. Có thể mọi người sẽ quan sát chi tiết với chiếc Xpander, em quay rất là kỹ rồi. Khóa an toàn cho anh chị em cho hàng ghế phía sau này. Các chi tiết con ốc các bác nhá. Mặt la răng phía sau cũng sáng bóng sắc nét, gần như không một cái vết xước nào. Hai bánh sau của chúng ta sẽ được trang bị một bộ phanh tàng chống rất là an toàn. Nổi bật cho cái phần ngoại thất phía sau chiếc xe thì cặp đèn hậu diện tích rất là lớn, tăng quan sát cho các phương tiện đi phía sau cũng như giải đèn phanh trên cao này. Con này chúng ta lên được cam lùi rồi. Và thiết kế phía sau của chiếc xe này cũng rất là bắt mắt, rất đẹp cho quý khách hàng này. Mọi người có thấy là khó có một mẫu xe nào trong cái phân khúc MPV đa dụng 7 chỗ ngồi có cái thiết kế năng động trẻ trung và ngoại thất hiện đại, nội thất rộng rãi như chiếc Xpander này. Hiện tại thì hàng ghế thứ ba gập phẳng nên chúng ta sẽ quan sát là cái phần khoang cốp nó sẽ không được rộng rãi. Nếu như chúng ta muốn tăng thêm diện tích khoang chứa đồ thì hàng ghế thứ hai có thể gập theo tỷ lệ 6:4 và hàng ghế thứ ba có thể gập theo tỷ lệ 5:5 và gập ghế dựng ghế rất là tiện lợi, rất là dễ dàng. Phía dưới này chúng ta sẽ có một bộ dụng cụ sửa chữa này. Và cái cốp này thì chúng ta trong một chuyến hành trình dài ấy, chúng ta để đồ ướt các bác nhá. Giày dép, bùn cát, đồ bẩn chúng ta để vào đây rất là tiện lợi này. Con khay này nó tránh nước này. Hai ti chống đỡ chắc chắn này. Các chi tiết con ốc trên phần khoang nắp xe rất là mới các anh chị nhá. Biển gốc biển 36. Theo chỉ thì chắc chắn là phải còn nguyên vẹn rồi, vì khả năng cách âm chống ồn của chiếc xe nó ảnh hưởng ở cái bánh, cái chất lượng keo chỉ nên chắc chắn keo chỉ phải còn 100%. Và đây là chi tiết con ốc trên phần khoang nắp này, rất là mới, còn các con ốc sáng bóng luôn. 2020 nhưng mà chủ cũ đi cũng rất là giữ gìn cho mọi người. Tiếp theo cho mặt la răng vị trí bánh sau này, sáng bóng nhá. Chắc là bác chủ của bác mới phay lại bộ la răng nên cái bộ la răng của chiếc xe này nó gần như là rất là mới, không có một cái vết xước nào ở trên cái mặt la răng của chúng ta. Nội thất cho hàng ghế phía sau, túi cốp đồ các anh nhá. Nội thất rất là mới này, em sẽ quay sơ một chút về cái khoang nội thất cho hàng ghế vị trí thứ 3 này. Bệ tì tay chúng ta được trang bị và để ly để cốc, cổng sạc 12V của chúng ta cũng được trang bị ở vị trí ghế này rồi. Vị trí ghế 3 thì cũng rất là thoải mái cho hành khách ngồi. Con này để các bác chạy gia đình, chạy dịch vụ thì thoải mái, rộng rãi. Chỉ có 455 triệu đồng cho chiếc xe này thôi. Và 2020, một mẫu xe 7 chỗ mà cái mức giá chỉ hơn 4 đồng là các bác có thể sở hữu mang về gia đình mình sử dụng rồi. Trả góp thì chỉ tầm 600-700 thôi. Lãi suất theo lãi suất ngân hàng. Keo chỉ xung quanh phần xe này. Các chi tiết con ốc trên phần cột C, cột B của chiếc xe các chị nhá. Táp ly cánh cửa cho vị trí ghế phụ phía sau, khóa chốt an toàn này. Con này thật sự là nó quá là đẹp, quá là lung linh rồi. Tiếp theo cho vị trí cuối cùng của chiếc xe là vị trí ghế phụ. Con này có một cái vỏ bọc vô lăng được trang bị thêm các chị nhá. Đây là cái vỏ bọc vô lăng này. Bác nào mà thích cầm nắng dày dặn chắc chắn hơn thì chúng ta sẽ bọc thêm cái vỏ bọc đấy vào. Nội thất cho vị trí ghế phụ, chiếc xe này thì bên em sẽ cam kết không dịch vụ taxi cho các bác. Vì vậy nên chất lượng xe là một chiếc xe đi gia đình, chất lượng cực kỳ tốt, rất là đẹp các bác nhá. Tựa đầu này, đệm ghế, đệm lưng và cái khoang cốp chứa đồ cho vị trí ghế phụ bằng khen giấy khen của bác chủ cũ này. Cốp đồ rất là rộng rãi, chúng ta trang bị thêm một cái ngăn nhỏ phía bên trên để đồ này. Cửa gió điều hòa diện tích rất là lớn và được mạ chrome xung quanh tạo điểm nhấn cho chiếc xe. Cột A của chiếc xe mọi người cũng quan sát luôn giúp em này. Màu sơn đánh dấu nhà sản xuất nhá. Những chấm đỏ là toàn là bộ màu sơn đánh dấu của nhà sản xuất đấy ạ. Hệ thống âm thanh cũng như là vị trí để chai nước phía bên dưới chiếc xe.
một mẫu xe 2020 mà chỉ hơn 4 đồng cho các bác thôi. Và rất là tiết kiệm nhiên liệu. Con này thì khó có một mẫu xe nào có thể ăn được cái mức tiết kiệm nhiên liệu của chiếc Commander của chúng ta rồi. Mặt la răng vị trí bánh cuối cùng của chiếc xe này, vị trí ghế phụ. Và như vậy thì em đã tổng thể khái quát qua tất cả các phần ngoại nội thất của chiếc Commander 2020 này rồi. Em sẽ đi luôn về phần nội, phần động cơ. Đi luôn về phần động cơ để các bác có thể kiểm tra nốt cái chất lượng của chiếc xe sau vài năm sử dụng, để mọi người đánh giá chi tiết nhất với mẫu Commander này. Điểm mạnh của những mẫu xe đến từ thương hiệu Nhật Bản là chắc chắn là động cơ rất là bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Hơn nữa thì chi phí vận hành cũng như là chi phí sửa chữa bảo dưỡng khá là rẻ so với những mẫu xe cùng phân khúc. Và dĩ nhiên thì chiếc Commander của chúng ta cũng như vậy. Chất lượng của xe thì bên em sẽ cam kết trên văn bản giấy tờ cho các bác này. Mọi người có thể quan sát dễ dàng với các chi tiết con ốc trên phần thân máy này, các chi tiết con ốc trên nụ giảm sóc hay là các con ốc đường ống. Màu sơn đánh dấu cho sản xuất rất là đậm nhá. Hiện tại thì máy em đang được đề nổ để mọi người có thể kiểm tra luôn được cái chất lượng vận hành của cái phần máy của chiếc xe này. Vận hành rất là êm các chị này. Chất lượng của xe bên em sẽ cam kết cho các bác là máy số zin, keo chỉ zin, không lâm đụng tai nạn, không thủy nước và có văn bản rõ ràng. Ngay tại showroom thì em cũng có cầu nâng để bác có thể kiểm tra khung gầm sắt xi của chiếc xe một cách tối ưu nhất. Bao check test hãng, test thợ toàn quốc cho các bác, full lịch sử hãng, các bác test xe ở đâu cũng được. Ship cho tận nhà, check test tại nhà cũng được cho các bác với mẫu Xpander 2020 này. Mọi người quan sát các chi tiết đường keo chỉ nhá. Chất lượng xe phải sử dụng từ nó đẹp tuyệt vời rồi. Và như vậy thì em đã tổng thể toàn bộ các chi tiết có thể giới thiệu đến các bác với mẫu Xpander 2020 bản số sàn 1.5 này. Bác nào nhu cầu tìm cho gia đình mình với một mẫu xe 7 chỗ cửa tiền hơn 400 thì hãy liên hệ với bên em qua số hotline 0964 834 834, hoặc các bác có thể qua trực tiếp địa chỉ showroom để tham khảo và trải nghiệm với mẫu xe Xpander 2020 này của bác Tư Phan, 468 Nguyễn Lương Bằng, phường Việt Hòa, thành phố Hải Dương. Cảm ơn mọi người đã theo dõi clip giới thiệu xe của bác Tư Phan. Đừng quên đăng ký và theo dõi kênh để cập nhật những mẫu xe mới nhất. Xin chào và hẹn lại quý khách hàng tại clip giới thiệu xe tiếp theo.